bọn mình 14 cái. Dạ, trước tiên những giờ này em sẽ lấy qua bình thường ha. Qua bình thường. Dạ, anh sẽ lấy một lá bất kỳ ra. Bất kỳ này. Để vô đây. Rồi, cái này cũng mày đúng không? Đấy. Dạ nè. Em lấy một lá bất kỳ đi. Nào cũng được. Rồi. Ký tên vô luôn. Mày ký đi. Ký tên vô. Rồi. Rồi xé đi. Đây. Giờ mình sẽ bỏ nó vô giữa vào bài. Được chưa? Dạ nè. Anh bỏ nó vô hộp bài. Ok. Bỏ nó vô. Bây giờ nè. Em chỉ cần nói hồi nãy giờ em chọn con gì? Nhớ không? Nhớ. Ok. Nhớ. Con bài đây nãy anh bỏ từ đầu đến cuối. Giờ em tự em rút ra coi. Đúng rồi, đúng rồi. Quý à? Đúng không? Dạ đúng. Đúng con bài của em.